có đánh hình con cá nhé. Tại gốc nó mới sử dụng sinh dương, còn vừa làm việc mình là một cái bút, thước, lông và một cái bột. Một tay vào làm. Đây là 9cm. Xong kê nó này, thêm cắt phần dư nó đi. Dùng nó này. Nên đây là 4.5cm. Mình chúng tôi kể nó nhé.
Ủa, nó màu xanh rồi màu hồng là chua rồi nó treo đuôi. Như vậy mình đã hoàn thành xong chiếc cốc màu xanh dương và đánh hình con cá rồi. Như các bạn thấy hay cho like, share, đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào và hẹn gặp lại.